phương án rõ ràng đi, đưa ra cái phương án cụ thể rõ ràng đi, chứ còn như em là em cũng không thể nuôi được mẹ đâu, không có thời gian. Thế theo em như này nhá, cứ mỗi đứa là 15 ngày nuôi mẹ, hết hạn 15 ngày nhà đứa nào thì mẹ tự ôm quần áo đến nhà đứa kia ở. Đấy, thế đỡ phải tị nhau. Đấy là... Như thế đã được chưa? Đấy, nghe hơi khó, phương án khó. Khó thì bây giờ anh còn phương án nào nữa? Bây giờ anh cũng đều, anh là con trai mà anh cứ đùn đẩy trách nhiệm cho bảo em là con gái, như thế không được. À, bây giờ anh có ý kiến thế này này, tức là vợ anh ấy thì không thể về họp của gia đình hôm nay được, mà giờ anh là đại diện cho gia đình anh về thôi. Mẹ bây giờ là tuổi cao hơn rồi đấy, bây giờ các cậu đi xem đi, ngoài 80 tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi, mẹ ở một mình là đương nhiên là không được rồi. Mà bây giờ mẹ đã mất bao nhiêu công sức, sinh cả cầu bạc chi ra, nuôi cả cầu bạc chi khôn lớn nên có được những ngày hôm nay ấy, thì mẹ mất bao nhiêu là công sức, mồ hôi nhỏ mặt, chứ mẹ có sung sướng như đâu. Mà bây giờ cả cầu bạc chi cứ luôn đẩy nhau để nuôi mẹ như thế, một người 15 ngày, hết 15 ngày thì cái mẹ uống quần áo để ở người khác. Cả cầu bạc chi nghe như thế được không? Theo anh như thế này này, nếu như cả cầu bạc chi mà không nuôi được mẹ thì anh xin phép, tức là thay lời để vợ anh là xin đón mẹ về ở với anh, gia đình anh xin phép anh nuôi mẹ. Em không đồng ý như thế, bác nói thì khôn quá, bác đón mẹ về xong rồi mai kia là nhà cửa đất đai này bác hưởng tất à? Đúng rồi đấy, không được cái gì à? Bác tính xa, bác tính xa em quá đi đấy. Thì bây giờ tốt nhất là cứ theo lần lượt theo vòng 15 ngày đấy, em thấy hợp lý. Làm như thế cần gì nói như thế, làm như thế có tôi mẹ quá không? Nhưng mà như thế mới công bằng, mà ai bận mấy thì bận, đến ngày là phải 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 chăm mẹ. Đúng rồi, như thế là công bằng rồi. Như thế là có trách nhiệm, đứa nào có trách nhiệm. Anh đang nói đấy là cái việc nuôi mẹ thôi, cho còn việc đất cả hay là tài sản gì của mẹ anh chưa hề nói đến cái gì cả. Anh này mà anh cũng không có suy nghĩ như là các gì cả, câu nói nghĩ như thế đâu. Mẹ là sinh ra vừa anh, nuôi vừa anh khôn lớn mà như là thành đạt như ngày hôm nay. Bây giờ anh là có trách nhiệm là nuôi mẹ để bảo vệ mẹ thay cho vừa anh thôi. Này, bởi vì anh có được vợ hôm nay thì cũng là nhờ mẹ xin vợ anh ra và nuôi vợ anh khôn lớn. Cho nên anh chỉ là để nuôi mẹ, chăm sóc mẹ lúc ốm lúc đau lúc tuổi về già thôi. Chứ anh chưa nghĩ rằng là nói lấy được đất của mẹ hay là tài sản gì của mẹ cả. Ai biết được bác tính thế nào? Thật. Bây giờ thì cứ nói thế, sau này bảo đấy tất cả là anh nuôi mẹ từ A đến Z hết thì bây giờ đất đai là của anh, khó biết trước được lắm. Thế hóa ra là hai cô cứ bây giờ cứ lăn tăn mỗi vấn đề đất đai của mẹ. Bây giờ thế này này, tôi nói này, tôi là trưởng, hai cô xem nếu như cái bài khác này mà được thì hai cô thay tôi giải quyết việc luôn này. Đất khác này tôi sẽ để lại cho hai chăm sóc mẹ đến lúc mẹ mất được thôi. Nào, ai đứng ra nhận để chăm sóc mẹ? Nếu không chăm sóc được mẹ lúc ý vậy mà đừng có đần gẩy nhá. Nào, giờ ai đứng giơ tay ra nhận đi. Anh là con trai trưởng, anh phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Còn cái chuyện mà đất cát với lại nhà cửa với tài sản ấy là phải chia đều tất, không có chuyện một mình bác hưởng. Thật ra anh nói với Di về cả cậu này. Đấy, cả Di về cả cậu xem mẹ này, gần 90 tuổi rồi đấy. Nhìn mẹ còn đáng thơ không? Các thiên các cậu bây giờ chưa gì là cái nhân đòi chia nhau tài sản, đun đẩy cái trách nhiệm với mẹ. Anh không nghĩ đến cái tài sản của mẹ đấy, nhưng mà anh muốn là làm sao để cho mẹ có một cuộc sống chợ ấm no. Rồi mẹ cũng quá vất vả rồi, nuôi chúng ta khôn lớn mà. Bây giờ anh muốn để cho mẹ bây giờ được nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Bây giờ các thiên các cậu nghe xem, nếu như mẹ mà không nản tai mà mẹ nghe được cái câu chuyện của hôm nay của các thiên các cậu ăn chuyện như này, mẹ có đau lòng không? Anh nói với các cậu với các gì này, rồi sau này ấy, mình cũng có con, rồi mình cũng đến tuổi già cũng như mẹ thôi. Không ai thì nói là cái nhân là tôi cứ trẻ mãi, tôi khỏe mãi, tôi không già được cả. Còn các gì các cậu mà không nuôi được mẹ thì anh nói là anh xin phép anh đưa mẹ về anh nuôi. Đấy, nếu như mà bác có điều kiện để bác có thể đón mẹ về mà chăm lo cho mẹ được thì bác đón. Còn thỉnh thoảng thì anh chị em xem sẽ đến thăm. Còn nói riêng là đón mẹ về thì đón, nhưng mà tài sản là của bọn em ấy nhá, không phải là của bác đâu nhá. Nói rõ quan điểm là trước là như thế. Có bao giờ anh thì anh đòi cái tài sản của mẹ đâu. Cứ nói trước thế. Đến lúc sau bác thì...
coi hết tài sản.